Mọi người cùng quay trở lại với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu với mọi người một cái lô đất rất là đẹp trong khu Kiều Đàm. Nói đến khu Kiều Đàm là một cái khu gọi là có bảo vệ an ninh và siết chặt 24/7. Ở đây thì quý khách hàng khi mà sở hữu những cái lô đất ở trong khu Kiều Đàm này thì được là bảo vệ nè, rồi di chuyển lại tất cả những khu vực khác rất là gần, xây dựng tự do linh hoạt và có thể là xây dựng rất là cao giống như là tòa nhà cao ốc này ha. Thì hôm nay Phước Sửu giới thiệu cho mọi người một lô đất với chiều dài, chiều ngang là 4m2, chiều dài là khoảng 16. Với cái vị trí lô đất này là thuộc là hướng Tây, xây dựng là thổ cư 100% luôn, xây dựng hết luôn ha. Ở đây là xây dựng tự do, một trệt, hai lầu sân thượng. Thì với cái lô này thì di chuyển ra cái trục đường hẻm 793 rất là gần và cách trường soạn tầm khoảng 200m. Thì khi mà khách hàng mà sử dụng sở hữu lô đất này thì đã có sổ riêng đầy đủ rồi. Và khi mà mình mà mua vào lô đất này thì mình có thể xây dựng ngay, sang tên ngay. Và ở đây thì được cái là lòng đường là 6m, vỉa hè mỗi bên 1m, và cái hệ thống là internet, cáp và điện nước đều âm hết toàn bộ, nên là khu dân cư Kiều Đàm nằm trong cái khu này là rất là tuyệt vời. Khi mà mua vào lô đất này là mình chỉ việc gọi là xây dựng ngay luôn, và tới xây dựng ngay luôn, và mình có thể là xây dựng nhà ở nè, xây dựng căn hộ dịch vụ cho thuê, hoặc là mình có thể là xây dựng tòa nhà văn phòng. Nếu mà mình có những cái diện tích mình có thể mua những cái diện tích lớn hơn, thì ở đây là Phước Sửu còn có khoảng 2-3 lô. Thì khi mà khách hàng mà anh chị nào mà muốn sở hữu lô đất tại khu dân cư Kiều Đàm này thì alo Phước Sửu nhé. Sửu sẽ giới thiệu cho mọi người hai cái lô đất tại khu dân cư Kiều Đàm đây. Với chiều ngang là 4,8, dài 16, và ở đây tổng cộng mình còn 2 nền ha. Ở đây thì có 2 nền, ở đây là thổ cư đầy đủ hết toàn bộ luôn. Và anh chị nếu mà mua một lô cũng được, còn không thì mình có thể là hợp phối mua thành 2 lô. Ở đây thì với diện tích 4,8 x 16 này là bắt đầu thổ cư là gần như 100%. Đối với cái lộ giới đường ở đây là 6m và vỉa hè mỗi bên là 1m. Vỉa hè ở đây 1m. Và mọi người thấy rõ là ở đây là điện nước là đã âm hết rồi, và có là đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời. Thì với lô đất này thì khách hàng khi mà mua vào là được xây dựng ngay, bởi vì là đã có sổ riêng từng lô rồi. Và ở đây mình có thể là xây nhà ở, xây căn hộ dịch vụ, hoặc là xây làm văn phòng. Như mọi người thấy ở đây thì được xây dựng tự do. Đối với căn nhà mặt tiền của hẻm 791 này thì xây dựng một trệt đến 4-5 lầu. Còn ở đây thì mình có thể là xây dựng một hầm, một trệt, một lửng, 2,5 lầu, và không ép buộc thời gian xây dựng. Rồi, hôm nay mà Phước Sửu sẽ bay lay cam nè, để cho mọi người thấy được cái khu dân cư tổng thể của khu dân cư Kiều Đàm, và đồng thời kết nối vùng của khu dân cư Kiều Đàm với tất cả những khu dân cư khác.